Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất là lâu rồi thì em Tuấn mới lại sưu tầm được một chiếc đài này. Không biết là các bác có nhận ra đây là chiếc đài gì không ạ? Đây là chiếc đài VEC 206 hay chúng còn gọi là VEC 206, một dòng đài do Nga sản xuất. Và đây là một dòng đài phải nói là dùng từ huyền thoại ở thị trường Việt Nam ở những năm khó khăn. Đây là chiếc đài mà nó để lại rất là nhiều dấu ấn, nhiều kỷ niệm nhất đối với những người Việt Nam chúng ta cũng như là các gia đình ở thời kỳ bấy giờ. Và đến ngày hôm nay thì em Tuấn lại sưu tầm được một chiếc đài rất là đẹp. Đây không phải là đài bãi các bạn, đây là đài sưu tầm thôi. Nhưng nó rất đẹp, đẹp hoàn thiện, đẹp từ trong lẫn ra ngoài các bạn. Nó hoạt động hoàn hảo và tất cả các phần núm nút, quai sách, anten đều nguyên bản hết, kể cả là nắp pin các bác nhé. Và tất cả đang còn hoạt động rất là tốt. Và chiếc đài này thì dành cho bác nào đang thực sự đang tìm lại những cái kỷ niệm của mình ngày xưa thì hãy liên hệ cho em Tuấn theo số điện thoại là 0822 111 444. Cách đây khoảng 2 đến 3 năm thì em Tuấn cũng có lên sóng một vài chiếc, nhưng mà để nói về độ đẹp thì nó không thể đẹp bằng chiếc này được các bạn. Đây là một cây mà phải nói đánh dấu cái bước ngoặt từ trước đến giờ, là cái đài mà đẹp nhất về VEC 206 mà em Tuấn đã từng sưu tầm và giới thiệu lên kênh Điện tử Tuấn Thám Video. Sau đây em Tuấn sẽ giới thiệu để phần thân vỏ cho các bác xem nhé. Các bác hãy nhìn cái phần anten đấy ạ. Các bác hãy nhìn cái phần độ bóng không ạ. Đấy, chrome bóng chưa gì một tí nào các bạn. Anten zin và rất là dài. Đó. Đấy nhá, em Tuấn cũng chỉ kéo lên một đoạn để cho các bác nhìn thôi. Tuyệt vời không ạ? Cực đẹp. Và quai sách này, quai sách còn lành lặn và không hề bị bể dập. Và hai bên cái phần mạ chrome vẫn đang còn rất là sáng đúng không ạ? Để em Tuấn quay rất là chi tiết từng góc cạnh để các bác có thể nhìn được. Và cái thanh chrome ở phía trên nóc đài đây, nó vừa trang trí cho cái đài mà nó làm cho cái đài rất là khỏe khoắn và sang trọng, vẫn đang còn rất là sáng đúng không ạ? Nguyên bản hết các bác nhé. Và đây là phía đằng trước mặt này, chúng ta sẽ có một cái màn hình bằng mica rất là đẹp, mang một cái màu sắc màu xanh ở phía trên và màu vàng ở phía dưới. Và dòng đài VEC thì có rất nhiều băng tần các bạn. Đây ạ. LW, MW, SW1 cho đến SW6 ạ. Tổng cộng là 6 này, 8, 8 băng tần. Cực nhiều đúng không ạ? Và bên này là chúng ta sẽ thể hiện là chúng ta đang để băng tần nào. Chúng ta sẽ chỉnh ở đây. Đây nhá. Đó. Cần gạt còn nguyên bản các bác nhá. Và phía dưới là một cái tuning vẫn đang còn nguyên bản. À đây là volume các bác ạ. Cái này là dò sóng nhá. Đó. Cái này là cái tuning này. Hoặc là tông nhạc gì đó. Ừ, tông nhạc các bác ạ. Đây. Ghi ở đây là tông nhạc này. Còn cái trên này là Ranger. Ranger là chỉnh cái phần tần các băng tần. Thì chúng ta vặn ở đây nhá các bác nhá. Đây em vặn này. Đó. Nó thiết kế cũng khá là chặt. Lò xo nó rất là nặng. Đó. Chúng ta để băng tần nào thì chúng ta xoay ở đó nhá. Đó, em Tuấn đang dùng một tay nên là hơi khó xoay. Tất cả đang còn mạ chrome sáng choang các bác nhá. Đây là dò sóng này, tuning này, chúng ta sẽ di chuyển ở đây. Còn này là volume cũng như tắt mở này. Thì chúng ta vặn lên là sẽ là mở và cũng là volume các bác nhá. Giảm xuống này. Đó. Và ở bên này chúng ta sẽ có một cái nút. Ở đây nó ghi một cái dấu chấm than, một cái dấu như ông mặt trời, ở đây thì nó chính là cái đèn các bác nhá. Chúng ta ấn vào đây nó sẽ sáng này. Đây, chúng ta bật nguồn lên đã nhé. Đó, này. Sáng quá thấy không ạ? À, đây, sáng góc của đây này. Đó. Rất là đẹp đúng không ạ? Và phía dưới là phần trang trí, phần phía loa. Chúng ta sẽ có một phần viền chrome phía trên này nữa này. Một phần chrome ở phía dưới và một thanh chrome ở dưới cùng nữa. Và tất cả cái phần loa này được bao bọc bằng một tấm kim loại nhôm. Đó, nhìn rất là sáng nhá. Và tất cả vẫn đang còn rất là mới. Tiếp theo chúng ta sẽ quan sát vào phần phía bên hông bên trái ạ. Đó. Và đây là em đang dùng cái adapter. Một cái adapter em đang để ở cái chế độ hình như là 9V thì phải. Để em nhìn thế nào. Đúng rồi, đang để ở chế độ 9V để chạy chiếc đài này. Hoặc là chúng ta có thể dùng 6 pin đại nhá. Dùng 6 pin đại chúng ta có thể là nghe được. Rất là mới này. Em quay rất là gần, các bác nhìn cái phần nắp pin zin và phần nắp lưng của nó. Tất cả đang còn lành lặn và sạch sẽ, không hề bị bẻ dập các bác nhé. Một cây đài huyền thoại.
Và sau đây em Tuấn sẽ mở volume to lên và dò sóng nhá. Chúng ta đang để ở AM này. Còn các băng tần khác thì có rất nhiều đài vào ban đêm. Rất là nhiều đài nước ngoài ban đêm. Vô tình nghe cu cậu nhắc mẹ. Mẹ ơi, còn 10 phút nữa thôi mẹ nhá. Mẹ còn phải ăn sáng nữa. Nhịn ăn sáng đi làm là không tốt cho sức khỏe đâu. Thú thực với cô, nghe xong cô ấy tôi bật cười, vì không nghĩ những lời ấy lại được thốt lên. Bắt sóng tuyệt vời luôn ạ. Mạng cho con. Thôi đi đi con. Bác ơi, trong gian lao con mới hiểu hết tận cùng tình dân nghĩa đảng. Con cảm ơn bác. Bắt rất nét các bạn. Thế nha, bây giờ em Tuấn sẽ thử sang tần số khác này. SW1 xem nào. Xem nó bắt được cái đài nào không nhá. Những đài này thì ban đêm thì chúng ta sẽ bắt được tốt hơn. Những đài nước ngoài đấy ạ. Đó. Không biết là đài nước nào đấy ạ. SW2 này. Đó. Ok. Chúng ta sẽ cho nhỏ là như thế này để tắt đi nhá. Đó. Thật là tuyệt vời đúng không ạ? Một chiếc đài huyền thoại của thị trường Việt Nam. Đây là chiếc đài sản xuất tại Nga các bác nhá, xuất sang Việt Nam. Và model là VEC 206. Và chiếc đài này thì em Tuấn cũng là một người sưu tầm thôi. Cũng sưu tầm về. Thì không biết là nguồn gốc của nó là hàng bãi hay hàng bờ hay là như thế nào. Nhưng hiện tại nó đang ở cửa hàng em Tuấn và nó đang rất là đẹp. Và đang hoạt động rất tốt. Từ các phần chrome, cái phần nhựa của nó, anten, quai sách, núm nút, nguyên bản hết. Đó, bác nào mà mua thì có thể liên hệ cho em theo số điện thoại 0822 111 444. Và số điện thoại trên cũng là số Zalo của em. Và chiếc đài này em đang giao lưu với giá là 4 triệu 200 ngàn đồng nhá. Bao ship toàn quốc. Và bác nào mua thì em Tuấn sẽ tặng các bác kèm một cái adapter. Adapter này adapter xịn nhá. Các bác có thể chỉnh từ 3, 4,5, 6, 7,5, 9 đến 12V. Đó, rất là tiện lợi. Dành riêng cho radio. Và bác nào mà không thích dùng adapter thì chúng ta có thể dùng 6 pin đại lắp vào phần nắp pin của nó cũng được. Đó cũng là một cái chức năng dùng rất là hay. Chúng ta mang đi mang lại rất là tiện. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi và luôn đồng hành cùng kênh Điện tử Thuần Tham Video. Xin cảm ơn và quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video lần sau.